bệnh án viêm tinh hoàn bào tinh. Mình xin được trình bệnh thì bệnh nhân nam 30 tuổi, nghề nghiệp tài xế lái xe. Lý do nhập viện của bệnh nhân đó là đau sưng vùng bìu trái, cách nhập viện 4 ngày. Khi đang nghỉ ngơi thì bệnh nhân bỗng nhiên thấy đau vùng ống bìu trái, ở đau âm tỉ liên tục, không thể thấy giảm đau mà không lan. Kèm theo đó thì bệnh nhân có tiểu gấp và tiểu lắc nhắc nhiều lần, khoảng 10-20 lít nước tiểu lần trong. Bệnh nhân có tự đi mua đơn thuốc ở ngoài để uống, không rõ đơn nhưng mà không giảm. Đến cách nhập viện một ngày thì bệnh nhân bỗng nhiên thấy xuất hiện một cái khối sưng nóng đỏ ở vùng bìu trái. Kèm theo đó là bệnh nhân sờ vào thì cảm thấy rất là cứng chắc và đau. Bên cạnh đó thì bệnh nhân bắt đầu thấy sốt khoảng 39 độ C và ớn lạnh từng cơn. Ngoài ra thì bệnh nhân lúc nãy thì bệnh nhân bắt đầu thấy có từ lỗ tỉ của mình thì xuất hiện cái dịch trắng đục như sữa chảy ra lượng ít, và tình trạng tiểu gấp buốt và tiểu lắc nhắc cũng không giảm. Và lần này thì bệnh nhân không có xử trí gì và đi nhập thẳng vào bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Thì tình trạng lúc nhập viện bệnh nhân thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, than đau vùng hông lưng và hạ vị trái. Sốt lúc này 40 độ C, ấn đau ở vùng hạ vị trái. Ngoài ra là về tim phổi thì chưa ghi nhận gì bất thường. Về tiền sử của bệnh nhân thì bệnh nhân về nội khoa thì bệnh nhân đã từng bị quai bị cách đây 8 năm. Ngoài ra thì không ghi nhận là bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng, bệnh lý nội khoa hay là các chấn thương vùng bụng chậm trước đó. Về gia đình và dịch tễ thì cũng chưa ghi nhận gì bất thường. Về khám lâm sàng thì về tổng trạng của bệnh nhân thì tổng trạng là thể trạng trung bình, bệnh tĩnh, tiếp xúc tốt, các dấu hiệu sinh tồn nằm trong giới hạn bình thường. Về khám vùng bẹn bìu sinh dục thì về vùng bẹn thì không có hạch và không có thoát vị bẹn. Về khám da bìu thì da bìu sưng nóng đỏ ở vùng bìu trái, bìu phải thì không ghi nhận. Về tinh hoàn thì ở tinh hoàn trái thì kích thước là khoảng 5-6 cm cứng và sờ và chạm rất là đau, còn bên trái không ghi nhận. Còn màu tinh hoàn thì sưng nóng đỏ ở vùng bên trái, bên phải không ghi nhận. Ngoài ra thì bút dọc niệu đạo không phát hiện dịch bất thường. Về cái dấu hiệu brand và phản xạ cơ bìu thì không có làm và không ghi nhận bất thường. Sau khi khám thì sau khi thăm khám lâm sàng, hỏi tiền sử và bệnh sử thì em đưa ra cái chẩn đoán sơ bộ ban đầu đó là bệnh nhân bị viêm tinh hoàn, viêm màu tinh hoàn trái, nghĩ do lậu cầu trên nền di chứng của quai bị. Và cái chẩn đoán phân biệt cần đặt ra ở đây đó chính là sóng thần kinh. Ở trên bệnh nhân này em nghĩ bị bệnh viêm tinh hoàn, viêm màu tinh hoàn trái vì bệnh nhân có sốt, có dấu hiệu nhiễm trùng và có phát hiện được một cái khối sưng nóng đỏ đau căng tức ở vùng bìu trái. Và khi mà khám á, thì thấy được tinh hoàn nằm ở vùng thấp. Và bên cạnh đó thì bệnh nhân có các cái nhiễm trùng tiết niệu dưới kèm theo như là tiểu gấp và tiểu lắc nhắc nhiều lần, tiểu buốt. Em nghĩ nguyên nhân là do lậu cầu, bởi vì là trong bệnh sử thì bệnh nhân có khai đó là khi đi tiểu thì bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các cái giọt màu trắng đục như sữa chảy ra từ lỗ tiểu, và có tiểu gấp, tiểu lắc nhắc nhiều lần. Tuy nhiên thì không loại trừ là trên cái bệnh nhân này là có một cái di chứng của quai bị trước đó, bởi vì là bệnh nhân có tiền sử bị quai bị cách đây 8 năm. Và bệnh nhân là cưới vợ cũng đã lâu nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa có con, thành ra là có khả năng là đây là một trong những nguyên nhân khiến cho bệnh nhân vô sinh thứ phát.
Và ngoài ra là bệnh nhân 30 tuổi là nằm trong cái nhóm tuổi có nguy cơ cao là từ 18 đến 35 tuổi của nhiễm các cái mắc cái độ tuổi sinh hoạt tình dục, mắc các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu cầu hay là chlamydia. Và bệnh nhân làm nghề tài xế lái xe, thành ra là đây cũng là nhóm nghề rất là nguy cơ cao của cái loại bệnh đang hiện hành này. Tuy nhiên thì cái vấn đề là xóa thần kinh cũng được đặt ra trên bệnh nhân này, bởi vì cái bởi vì xóa thần kinh thì cái trong cái tình cảnh bệnh của nó thì cũng thường xảy ra ở bên tình hoàn trái, và nó cũng có một cái thói sưng nóng đỏ và rất là đau ở vùng bìu, tuy nhiên thì ít nghĩ hơn đến xóa thần kinh, bởi vì cái bệnh cảnh của trên bệnh nhân này thì nó diễn ra, nó khởi phát một cách từ từ, nó không có diễn ra quá rầm rộ và đột ngột giống như trong sóng thần kinh. Ngoài ra thì khi mình sờ, nếu mà trong sóng thần kinh thì lúc mà mình sờ thì phần lớn là cái tinh hoàn nó vẫn sẽ nằm cao, nhưng ở đây thì thấy tinh hoàn nó nằm thấp. Ngoài ra thì bệnh nhân này là cái độ tuổi mà của sóng thần kinh thì bệnh nhân không có nằm trong cái độ tuổi cao của sóng thần kinh, là trong khoảng từ 14 đến 18 tuổi. Vì vậy em đề nghị thêm cận lâm sàng để mà chẩn đoán phân biệt chắc chắn, đó là siêu âm màu Doppler, tinh hoàn với hợp tinh để chẩn đoán nha phân biệt hai bệnh này. Và ngoài ra đề nghị thêm cả nhuộm da và soi tươi để có thể tìm được tác nhân gây bệnh chính xác. Đề nghị cận lâm sàng thì em đề nghị thứ nhất là các cái cận lâm sàng thường quy thì sẽ có công thức máu, sinh hóa máu, ure, creatinine, ion đồn, ASD, ALT, ECG, X-quang, phổi, ngực thẳng. Còn về cận lâm sàng hỗ trợ cho chẩn đoán thì để phân biệt, để xác định được cái tác nhân gây bệnh thì em sẽ đề nghị là soi tươi hoặc nhuộm gram và tổng phân tích nước tiểu để tìm ra được cái tác nhân gây bệnh để thuận tiện được sử dụng kháng sinh. Còn để phân biệt giữa xoắn thần kinh và viêm màu tinh hoàn thì em đề nghị là xoắn màu Doppler, tinh hoàn là tinh. Và cái kết quả cận lâm sàng đã có thì ở đây thì công thức máu thì cái bạch cầu của bệnh nhân tăng cao, chủ yếu là dầu neutrophil. Còn các kết quả sinh hóa á khác thì chưa ghi nhận gì bất thường. Còn về siêu âm tinh hoàn màu tinh thì phát hiện nó là có tràn dịch màng tinh hoàn trái và giãn thần tinh độ 1. Về X-quang thì X-quang ở vùng X-quang phổi ngực phổi thì không ghi nhận gì bất thường, còn X-quang bụng thì phát hiện là người ta theo dõi sỏi nhiều quản đoạn chậu bên trái. Và ngoài ra thì các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng khác thì cho nó bình thường, thì do đó là cái chẩn đoán sau cùng của em thì em cũng phải đề nghị thêm là làm thêm soi tươi và nhuộm gram cái dịch niệm đạo của bệnh nhân, tại vì hiện tại thì vẫn chưa xác định được cái tác nhân chính xác gây bệnh. Và chẩn đoán sau cùng của em là viêm tinh hoàn màu tinh hoàn trái nghĩ do lậu cầu cho nên di chứng quai bị và theo dõi sỏi thì quản đặt chậu trái. Cái vấn đề em đặt trên bệnh nhân này là điều trị thì cái nguyên tắc điều trị thứ nhất là phải sử dụng kháng sinh, thứ hai là giảm đau bằng Nocet hoặc là kết hợp với corticoid, và điều trị nâng đỡ bìu, dinh dưỡng đầy đủ và có điều trị thêm cho bạn tình. Câu hỏi em đặt ra đây là theo trong bệnh viện thì người ta không có làm tổng phân tích nước tiểu, người ta cũng không có soi tươi và nhuộm gram, không xác định được tác nhân gây bệnh. Người ta điều trị là Cipro và hôm nay là tới kháng sinh, hôm nay là tới ngày thứ 8 rồi. Nhưng mà nếu mà trong cái phác đồ điều trị của lậu cầu thì lậu cầu là cái con mà nó rất là kháng với nhóm quinolone, nó là Cipro.
thành ra là nếu mà sử dụng kháng sinh đó thì sẽ không có hiệu quả, mà bây giờ hôm nay điều trị được tới ngày trước 8-7 rồi, nhưng mà bệnh nhân vẫn còn cái khối nó vẫn còn to, vẫn còn sưng đau. Bệnh nhân chỉ giảm đau là do ngày hôm qua là bệnh nhân có sử dụng Sulamitron, ngày hôm nay là bệnh nhân có giảm đau, hôm trước là bệnh nhân rất là đau và đau không ngủ được luôn. Thì theo trên bệnh nhân này á, em xin hỏi thầy á, là có nên làm cái kết quả sau tôi nhận ra đó sẽ được chẩn đoán là một tổ kháng sinh thì bệnh nhân có và có làm siêu âm lại. Vấn đề là cảm ơn bạn đã trình bày rất là chi tiết. Thầy sẽ post cái video này cùng với cái bệnh án của bạn, thầy sửa lại chi tiết và thầy post bệnh án đi kèm. Nghĩa là các bạn thấy cái video thì các bạn sẽ thấy bên cạnh nó có cái bệnh án nữa. Okay. Đứng trước trường hợp này chúng ta đặt ra các câu hỏi, ba câu hỏi lớn. Tôi biết bạn nào. Câu hỏi thứ nhất, bệnh nhân này nằm đúng trong cái công thức của toàn thế giới. Đó là bệnh nhân nam dưới 35 tuổi, tiểu nóng gác cộng tài xế bằng lậu. Đây là công thức trên toàn thế giới, bất cứ nước nào cũng đúng. Tuy nhiên bệnh nhân này chúng ta phải trả lời các ba câu hỏi sau đây. Trước khi đi vào bài, với một bệnh nhân nguy cơ cao như vậy và với cái thể trạng như vậy, ta phải hỏi câu đầu tiên là HIV bệnh nhân như thế nào, HPV bệnh nhân như thế nào và lao phổi như thế nào. Dạ, như vậy câu này đã trả lời được chưa? Giờ ta hỏi người làm bệnh án, HIV có như thế không? À, dạ, thì là âm tính, HIV. Có thử rồi, âm tính. HPV thì sao? Dạ, âm tính. Rồi, ok. Lao phổi thì không luôn? Dạ, không có làm. Có yêu quan phổi? À, dạ, không có gì không. Được chưa? Vậy ta trả lời được câu thương hợp thứ nhất. Ta trả lời câu hỏi thứ hai. Đây là bệnh lý của bìu hay là của tinh hoàn? Ta trả lời rõ ràng bìu hay tinh hoàn? Tinh hoàn. Chủ mô tinh hoàn bên phải teo do qua bị, chủ mô tinh hoàn bên phải teo do qua bị. Bên trái hiện nay có 2-3 cục, một cái cục màu tinh sưng to, tinh hoàn chia thành 2 cục nữa tách biệt, có nghĩa là bên trong cái chủ mô tinh hoàn đã bị viêm thay đổi hẳn trên lâm sàng, nghĩa là mình xào vào ngón tay vẫn được, tuy nhiên siêu âm không thấy. Như vậy ở đây ta sẽ đặt ra câu hỏi là siêu âm bệnh nhân này không thấy tổn thương chủ mô, vậy thì ta có hai loại siêu âm trong bệnh lý của tinh hoàn. Thứ nhất là siêu âm thường, tức là 2D, 3D để xác định chủ mô. Còn một loại siêu âm nữa, đó là siêu âm Doppler để xác định túi máu và để xác định có giãn tĩnh mạch thường tinh. Vậy thì ta hỏi bệnh nhân này đã được siêu âm rồi đúng không? Nhưng siêu âm cái gì vậy? Siêu âm cái gì vậy? Có đúng là hai loại siêu âm này không? Ta thấy trong bài đã mô tả được túi máu, mô tả được túi máu và mô tả được giãn tĩnh mạch thường tinh, nhưng lại không có mô tả chủ mô. Điều đó người ta đã được chỉ định echo Doppler mà không được chỉ định echo chủ mô. Dạ. Chắc chắn trường hợp này nếu có một cái echo chủ mô với phải cái độ mà đọc được trên biểu, các bạn phải biết siêu âm thường nó có 2.5 hoặc là 5 hoặc là 7.5 thì đọc vú cổ là cái loại khác, đọc bụng loại khác, đọc tinh hoàn là cái loại giống như để đọc vú cổ, để đọc u vú, có nghĩa là của những cái nông ở ngoài. Còn nếu không có cái đầu giò đó, bắt buộc chúng ta phải lấy một cái bọc mũ ni lông chúng ta chứa đầy nước, chúng ta để lên cái tinh hoàn, thì sau đó chúng ta phải đọc ở bên trên của cái bọc mũ ni lông. Ta hiểu được chưa? Như vậy các bạn phải về đọc lại sách coi xem cái đầu giò này là 2.5 hay 5 hay là 7.5, được chưa? Có nghĩa là càng nhỏ thì đọc càng xấu hay là càng lớn thì đọc càng sâu, bạn phải trả lời được câu hỏi đó, được chưa? Rồi, như vậy trong trường hợp này ta phê phán chuyện siêu âm chưa chính xác. Dạ. Rồi, gì nữa? Bệnh nhân này ta cần phải loại trừ ba điều. Số 1, có ung thư tinh hoàn hay không? Bên trái. Dạ. Với một
ba cái cục lờ nha như vậy thì khả năng ung thư rất là thấp, và với một tiền sử lậu như vậy thì khả năng ung thư rất là thấp. Tuy nhiên muốn biết, muốn loại trừ thì ta phải thử cái marker trong máu. Marker của nó gồm có beta hCG, alpha fetoprotein và lactate dehydrogenase. Tuy nhiên thường là không cần thiết trong trường hợp này. Nếu muốn chắc ăn nữa ta phải chụp hoặc là CT hoặc là MRI. Thì ta hỏi khi nào thì CT biểu, khi nào thì MRI biểu. Đây là câu hỏi khó dành cho y năm cuối. Tuy nhiên các bạn là y năm cuối, các bạn sẽ thi tốt nghiệp, cho nên các bạn chuẩn bị câu hỏi thế này. Chúng ta hãy lên chặt. Như vậy hôm nay các bạn về đọc sáng mai ngày 1 tháng thứ 6 thầy sẽ giải thích thêm cái này. Dưới những cái nào Hawfield dưới 40 thì ta nên chụp MRI. Cái tinh hoàng Hawfield của nó dưới 40, cái gan Hawfield là 40, cái tinh hoàng Hawfield thấp hơn cái gan, cho nên CT tốt hơn là MRI. MRI thường sẽ không thấy gì. Rồi, đúng rồi. Thứ 6 thầy sẽ giảng thêm cái đó. Dạ. Giờ cuối cùng bạn đã đọc bài rất là tốt, bạn đã làm rất là tốt, và bạn đã phát biểu được hai câu mà các bạn tối nay phải suy nghĩ, chiều nay phải suy nghĩ. Bạn nói rằng chiều hôm nay chúng ta không nghĩ xoắn thần kinh bên trái, xoắn thần kinh bởi vì thần kinh thường chạy ở bên trái, bệnh nhân này cũng chạy ở bên trái, và bệnh nhân thường xoắn thần kinh thường chạy ở bên trái. Các bạn phải đọc sách thêm và giải thích thêm. Thứ nhất, có thiệt là xoắn thần kinh thường chạy ở bên trái hay không, và nếu đúng thì tại sao bên trái mà không vào bên phải? Câu hỏi rất khó. Yeah. Cái này tại vì bạn nói cho nên thầy phải yêu cầu các bạn đọc. Và nếu và bạn nói một câu hay nữa, đó là xoắn thần kinh thường 14-18 tuổi, tuổi thấp hơn ít bị, và tuổi lớn hơn cũng ít bị. Vấn đề câu hỏi là nếu đúng như vậy như bạn nói thì tại sao? Có nghĩa là đây là hai câu hỏi cực kỳ khó. Tất cả những ai trả lời được đều được hưởng. Rồi, chúng ta tắt ở đây. Rồi.